Xin kính chào quý vị khán giả. Thục Anh rất hân hạnh được đồng hành và gửi đến quý vị những thông tin nóng hổi nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Kính mời quý khán giả cùng theo dõi. Chiều 19 tháng 1, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu C03, Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố, bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, đưa hối lộ, nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ đối với vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ban Quản lý Dự án Công trình Xây dựng Y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế, Công ty AIC và các đơn vị liên quan. Đồng thời, C03 cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Tử Quỳnh, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, ông Nguyễn Hạnh Chung, cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, cùng về tội nhận hối lộ; khởi tố bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Thường, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC, về tội đưa hối lộ. Theo Trung tướng Tô Ân Sô, đây là diễn biến mới nhất trong quá trình mở rộng điều tra vụ án. Các quyết định và lệnh tố tụng đối với các bị can đã được tống đạt, thực thi sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn. Riêng bà Nhàn vẫn đang bỏ trốn. Trung tướng Tô Ân Sô cho hay, C03 đang mở rộng điều tra vụ án và áp dụng các biện pháp theo quy định để thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước. Liên quan vụ án này, trước đó, C03 đã khởi tố bắt tạm giam 7 bị can về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Các bị can gồm Trần Văn Tuân, cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Công trình Xây dựng Y tế, Nguyễn Đăng An, cựu Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Ban Quản lý Dự án Công trình Xây dựng Y tế, Nguyễn Kim Huân, cựu Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Ban Quản lý Dự án Công trình Xây dựng Y tế, Nguyễn Viết Toản, cựu nhân viên Công ty AIC, Nguyễn Đăng Ninh, cựu nhân viên Công ty AIC, Đặng Xuân Minh, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thẩm định giá BTC Value và Nguyễn Hồng Sơn, Phó Tổng Giám đốc Công ty AIC. Ngày 9 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Lã Tuấn Hưng, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Sông Hồng, để làm rõ sai phạm trong đấu thầu liên quan đến Công ty AIC và Ban Quản lý Dự án Công trình Xây dựng Y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh. Ông Hưng bị điều tra về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh tố tụng trên, cơ quan điều tra đã thực hiện khám xét nơi ở, nơi làm việc của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Sông Hồng. Theo Bộ Công an, tháng 9 năm 2023, từ kết quả điều tra các vi phạm về đấu thầu liên quan đến Công ty AIC và Ban Quản lý Dự án Công trình Xây dựng Y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng, Kinh tế, Buôn lậu C03 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Kết quả điều tra ban đầu xác định ông Lã Tuấn Hưng đã có hành vi vi phạm quy định pháp luật trong mua sắm trang thiết bị y tế tại Ban Quản lý Dự án Công trình Xây dựng Y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản nhà nước. Theo Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước. Phần tiếp theo của video sẽ mang đến cho bạn những thông tin khác liên quan đến vụ việc trên. Các bạn hãy cùng nhau xem tiếp video để biết đó là gì nhé. Những sai phạm liên quan đấu thầu mua sắm thiết bị y tế, thiết bị giáo dục liên quan Công ty AIC và bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã bị Cơ quan Điều tra Bộ Công an khởi tố nhiều vụ án tại nhiều tỉnh thành và một số bộ ngành. Một số vụ án liên quan bà Nhàn cũng đã bị tòa án đưa ra xét xử. Cuối năm 2022, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xác định Nguyễn Thị Thanh Nhàn là chủ mưu vụ án vi phạm quy định đấu thầu, đưa nhận hối lộ xảy ra ở Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và tuyên phạt 30 năm tù. Giữa tháng 4 năm 2023, Chủ tịch Công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục bị Bộ Công an khởi tố trong vụ án mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh. Cuối tháng 10 năm 2023, bà Nhàn bị tuyên án 10 năm tù vì tổ chức thông thầu 6 dự án Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh. Mới đây, cuối tháng 12 năm 2023, Cơ quan Điều tra khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Trung tâm Ứng cứu Khẩn cấp Máy tính Việt Nam, gọi tắt là VNSER, thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông và Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC. Cơ quan Điều tra tiếp tục khởi tố bà Nhàn, bắt tạm giam ông Nguyễn Trọng Đường, Phó Vụ trưởng Bộ Kế hoạch Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông và ông Ngô Quang Huy, Phó Chánh Văn phòng Bộ. Xung quanh vụ việc trên, chúng tôi đã sản xuất nhiều video liên quan. Nội dung chi tiết được đính kèm ở phần mô tả và cuối video này. Quý vị và các bạn hãy nhấn vào đường link để biết thêm nhé.
Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã cáo buộc Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang bỏ trốn là chủ mưu vụ thông thầu thiết bị y tế tại Bệnh viện Sản Nhi, đề nghị phạt từ 10 đến 11 năm tù. Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên bà Nhàn phạm tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, ghi nhận của báo VN Express. Bản luận tội của Viện Kiểm sát cho rằng, khi biết Sở Y tế Quảng Ninh mở thầu dự án mua sắm trang thiết bị cho Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh với tổng mức đầu tư gần 240 tỷ đồng trong năm 2013 đến 2015, bà Nhàn đã tìm cách để AIC trúng các gói thầu. Bà Nhàn đã chỉ đạo cấp dưới liên hệ với ông Nguyễn Trọng Hiệu, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư các công trình y tế và Nguyễn Đức Quang, Phó Phòng Kế hoạch Tài chính, Ban Quản lý Dự án Đầu tư các công trình y tế. Cả hai đã chết để thông thầu về thông số kỹ thuật, cấu hình, đơn giá, trang thiết bị y tế. Bà Nhàn đã chỉ đạo lập hồ sơ quân xanh quân đỏ, thực hiện thỏa thuận liên danh dự thầu để AIC trúng 6 trên 6 gói thầu. Hành vi này gây thiệt hại cho nhà nước hơn 50 tỷ đồng. Cũng bị xét xử vắng mặt như bà Nhàn do đang bỏ trốn, bị cáo Nguyễn Hồng Sơn, cựu phó giám đốc AIC bị đề nghị 7-8 năm tù. Trương Thị Xuân Loan, cựu trưởng ban quản lý dự án 3 của AIC, 5-6 năm tù. Và Nguyễn Thị Tích, cựu tổng giám đốc công ty Mofa, 3-4 năm tù. Nguyễn Thị Thu Phương, cựu trưởng bộ phận thư ký tài chính công ty AIC, bị đề nghị 6-7 năm tù. Dù liên tục kêu oan trong phiên tòa, phủ nhận vai trò điều hành chỉ đạo các công ty trong hệ sinh thái AIC, Đỗ Văn Sơn, cựu kế toán trưởng AIC, bị đề nghị 30-36 tháng tù. Ở tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, bị cáo Lương Văn Tám, cựu giám đốc ban quản lý dự án đầu tư các công trình y tế, Sở Y tế Quảng Ninh, và Lê Thị Phú, cựu phó phòng quản lý giá, Sở Tài chính Quảng Ninh, bị đề nghị 24-36 tháng tù cho hưởng án treo. Viện Kiểm sát đánh giá, các bị cáo này chưa có chuyên môn sâu trong lĩnh vực đấu thầu, mua sắm tài sản, thực hiện theo chỉ đạo và không được hưởng lợi. 18 bị cáo còn lại bị đề nghị từ 24 tháng tù treo đến 4 năm tù. Tại phiên tòa, bị cáo Tám và Phú nhận tội và nhận thấy mình đã thiếu sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Đây là vụ án thứ 3 bà Nhàn bị xử lý hình sự nhưng hiện trốn truy nã. Cuối năm 2022, với vai trò là chủ mưu vụ án vi phạm quy định đấu thầu, đưa nhận hối lộ xảy ra ở Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, bà Nhàn bị Tòa án Nhân dân Hà Nội phạt 30 năm tù. Ở vụ án thứ 2, đang điều tra, bà Nhàn cũng bị cáo buộc vi phạm đấu thầu tại Trung tâm Công nghệ Sinh học thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian tới, Cà Phê Lên TV sẽ triển khai nhiều video hấp dẫn về hỏi đáp từ hội viên, series kiến thức bất động sản, review khu vực hay dự án theo yêu cầu từ hội viên, tin nóng về hạ tầng. Những video này chỉ dành riêng cho hội viên của kênh Cà Phê Lên TV. Trân trọng mời các bạn đăng ký trở thành hội viên ngay hôm nay để chúng tôi có động lực phát triển nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Rất cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới và nóng hổi nhất vào tất cả các khung giờ trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.